Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân huyện tổ chức hội nghị giao ban với các phòng ban ngành đoàn thể huyện và cơ sở về một số nhiệm vụ trọng tâm trong 4 tháng đầu năm. Các đồng chí thường trực huyện ủy đồng chủ trì hội nghị hội nghị đã xem xét thảo luận các nội dung tiến độ triển khai kết quả thực hiện các quy hoạch trên địa bàn công tác giải phóng mặt bằng các dự án kết quả thực hiện công tác đầu tư công trên địa bàn trong 4 tháng đầu năm 2023, với sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, sự chủ động tích cực, phối hợp chặt chẽ và quyết tâm thực hiện của các cơ quan đơn vị địa phương, công tác thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công 4 tháng đầu năm 2023, tiến độ triển khai các đồ án quy hoạch và tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện đã đạt được một số kết quả tích cực tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đạt 20%, đứng trong nhóm 10 quận huyện thị của thành phố có tỷ lệ giải ngân cao. Việc triển khai các đồ án quy hoạch trên địa bàn huyện được chỉ đạo và thực hiện quyết liệt. Đến nay, đã có 3 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1 trên 500, trung tâm xã đã hoàn thành. Đã được thành phố phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Quốc Oai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Huyện đã hoàn thành công tác lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 6 trên 41 dự án trên địa bàn huyện, đạt tỷ lệ 14,63%, hoàn thiện hồ sơ giải phóng mặt bằng các dự án cụm công nghiệp, các khu đấu giá sen kẹt tại một số xã thị trấn. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu lên những vướng mắc khó khăn và các giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ thực hiện công tác giải ngân, kế hoạch đầu tư công, triển khai các đồ án quy hoạch và công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện. Tiếp luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, thành ủy viên, bí thư huyện ủy, yêu cầu cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở, các cơ quan đơn vị chủ động đề ra các giải pháp kế hoạch cụ thể để tập trung triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện. Đối với công tác triển khai thực hiện dự án và giải ngân kế hoạch vốn, đồng chí Bí Thư ủy yêu cầu tiếp tục ra soát cập nhật điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, đảm bảo cân đối nguồn vốn của cả giai đoạn, trong đó ưu tiên theo thứ tự các công trình cấp bách, các công trình phục vụ về đích nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Trong công tác triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch, cần đẩy nhanh quy hoạch các đồ án quy hoạch trên địa bàn huyện, nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan tới quy hoạch các dự án. Đẩy nhanh tiến độ lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1 trên 500 trung tâm xã. Gia soát tổng hợp cung cấp số liệu để triển khai tổ chức lập quy hoạch xây dựng vùng huyện quốc oai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đối với công tác giải phóng mặt bằng các dự án, đồng chí Bí thư ủy Nguyễn Văn Thọ đề nghị tập trung hoàn thiện tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, triển khai ngay công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án khởi công mới để đảm bảo mặt bằng thi công công trình. Tập trung hoàn thiện hồ sơ, tổ chức chi trả tiền bồi thường hỗ trợ và tái định cư các dự án được giao vốn, đặc biệt là các dự án trọng điểm. Tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ gia đình không chấp hành quyết định thu hồi đất tại các dự án chiều hôm qua, Ủy ban dân huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng trường mầm non Liệp Tuyết cho đồng chí Phạm Thị Quyết, giáo viên trường mầm non Liệp Tuyết. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày ký. Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Hoàng Nguyên Ưng, ừ, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện nhấn mạnh, việc bổ nhiệm Phó hiệu trưởng trường mầm non Liệp Tuyết là sự tín nhiệm tin tưởng và giao nhiệm vụ của Ban thường vụ huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban dân huyện cho đồng chí Phạm Thị Quyết Đồng thời đây cũng là điều kiện để đồng chí tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành hơn trong quá trình công tác. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện mong muốn đồng chí quyết trên cương vị mới tiếp tục phát huy trình độ, kinh nghiệm, không ngừng rèn luyện đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ đưa ngành giáo dục xã Liệp Tuyết nói riêng và huyện nhà nói chung ngày càng phát triển. Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo xã Liệp Tuyết tiếp tục quan tâm chăm lo đến sự nghiệp giáo dục của xã đề nghị tập thể sư phạm nhà trường đoàn kết nhất trí cùng thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, chăm sóc trẻ, sớm đưa trường đạt chuẩn quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tiếp tục bổ sung, củng cố, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ kỹ thuật, chiến thuật và khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân cơ động trên địa bàn huyện. Mới đây, Ban Chỉ huy quân sự huyện vừa tổ chức khai mạc lớp huấn luyện Đại đội Dân quân cơ động năm 2023, thời gian huấn luyện 12 ngày tham gia lớp huấn luyện có 88 đồng chí dân quân cơ động các xã Đồng Quang, Sài Sơn, thị trấn Quốc Oai. Thời gian huấn luyện 12 ngày, cán bộ chiến sĩ đại đội dân quân cơ động huyện sẽ được huấn luyện các nội dung cơ bản về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, gồm các chuyên đề về chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng Kim Chỉ Nam cho hành động của Đảng. Dân quân tự vệ tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Luật dân quân tự vệ, nội dung quân sự chung, điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, thực hành bắn súng, vân vân. Thông qua huấn luyện giúp cán bộ chiến sĩ đại đội dân quân cơ đồng huyện nâng cao nhận thức về chính trị pháp luật, về trình độ chuyên môn, sử dụng thành thạo các loại vũ khí được trang bị, kỹ thuật chiến đấu và khả năng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai đến đây là hết. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.